Mà Nhàn, ông Vui, Vui ơi, Nhàn ơi, dậy chưa? Nhàn, đẹp á. Nhàn, cái gì đó? Nhàn. Hả? Sao rồi? Cái gì vậy chú Bảy? Chú Bảy làm cái gì vậy? Trời ơi trời, tôi nghe rụt rịch, tôi tưởng chó của ai tràn vô nhà tôi, ai nhè trả gắt ở đây lại thấy chú là sao vậy? Mới sáng sớm bé con mắt qua làm gì rần rần ồn ào nhà tôi vậy hả? Biết giờ này bảy giờ không? Giờ này giờ ngủ ghê nhà tôi mà, có một mình tôi thức dậy tôi làm công chuyện thôi, để cho mọi người ngủ đi. Cái gì vậy? Nghe chị làm công chuyện gì vậy? Trời ơi, công chuyện hàng ngày của tôi là làm gì? Ai biết? Tôi muốn bán. Bán gì vậy? Bán bún bò. Ủa mà tôi chưa bán mà từ giờ qua ăn là ăn gì? Làm gì mà đói dữ vậy hả? Đêm hôm thích đi ăn trộm hả? Không phải, chị Nhàn ơi, chị cứ yên tâm. Cái xe bún bò của chị bán ế lắm, hiểu? Nè, tôi quất cho một cái nha, là nhào đầu vô cái nồi bún bò của tôi nha. Tôi mới dọn ra bán ế là ế gì đây hả? Xin... ế cái gì? Xin lỗi, tại bún bò nó không có ngon mà, hiểu không? Người trong nhà ngon không ngon thì cũng phải nói sao cho nó dễ nghe. Thì qua đây làm gì đây? Đi về. Không có. Tôi đi qua tôi coi là mọi người chuẩn bị cái cuộc hẹn của tôi tới đâu rồi. Chuẩn bị cuộc hẹn hả? Dạ. Ủa chú hẹn mấy giờ? 7 giờ tối. Bây giờ mấy giờ? 5 giờ sáng. Đi đâu vậy? Ăn trộm hả? Không có. Hẹn 7 giờ tối mà 5 giờ sáng bò qua nhà người ta làm rần rần à. Chú riết là chú khùng điên gì đâu, không có tôi sợ chú luôn á. Nói nghe nãy giờ cái vụ mà rần rần với ồn ào sùm là một mình chị gánh hết á, chứ còn tôi không có nói một tiếng nào luôn á. Nhưng mà nói nghe không phải thông cảm gì, tại tôi nôn quá. Nôn cái gì cũng từ từ chứ, trời ơi trời, nôn tự nhiên có mình chú nôn cái chứ. Chú làm cho cả nhà tôi ồn ào lên vậy hả? Là bao nhiêu người á, tôi nói chú nghe là ông nhà tôi là ông bị bệnh mất ngủ. Còn thằng Bình với thằng Thái á, nó cũng cần có cái giấc ngủ nghỉ ngơi, nó mới có sức khỏe đi làm. Con dâu tôi á thì nó thức đêm tới 12 giờ, 1 giờ để nó làm hàng thêm để kiếm tiền, để mọi người ngủ hết chứ có đâu mà chú qua đây cái gì đây? Hả? Qua đây làm rần rần à, tôi đó là tôi phải là dậy sớm hơn mọi người để chi? Để tôi dọn hàng ra tôi bán. Chú đừng mất cái nết đó nữa nha chưa? Đó, cái này là tiền thôi đó. Đó, rồi đưa tôi chi đây? Bao hết xe bún bò hôm nay, khỏi bán đi. Bao hết xe bún bò? Dạ. Tự nhiên một mình tôi gánh hết cả cái nhà này vậy? Trời ơi, chồng con để làm cái gì? Mở mắt ra để thấy đường đi chứ, cái mắt nhắm mắt mở gì này vậy rồi sao? Cái này là nhờ giả nha. Lối xóm ha, tối lửa tắt đèn có nhau tôi mới hứa thì tôi giúp đỡ nha. Chứ tôi biết mà nói như vậy tôi không có dính dáng vô, tôi mệt quá. Mất ngủ, mở livestream coi chữ lộn. Coi lúc mà livestream nó hết chữ lộn rồi mở ngủ mà chưa có ngủ được là bên đây vậy. Đấy, trời ơi. Đã hứa người ta phải làm, uy tín. Đừng có lèm bèm đây. Yên tâm, 7 giờ. 7 giờ. 7 giờ đâu vô đó răm rắp, yên tâm. 7 giờ. Trời ơi, uy tín mà, chú yên tâm. Nhàn ơi. Hả? 7 giờ. Giờ nhớ rồi, giờ mới có 5 giờ sáng mà. 5 giờ sáng? Bà gõ, bà động quan, bà kêu ai hả? Bây giờ phải dạy phụ tôi chứ. Cả nhà này tự nhiên có mình tôi gồng gánh vậy sao được? Sức dài vai rộng, chồng con sao? Trời đất ơi, được có ngày nghỉ, con tưởng được ngủ bây giờ cũng không yên nữa. 5 giờ sáng dựng đầu vậy làm gì? Ủa, mày cũng giống tao thôi. Bữa nay là tao nói là ông sếp ông cho tao nghỉ bởi vì ông đi công tác. Tao canh cái ngày nghỉ thì tao ngủ bù. Ai có dè má mày quậy còn hơn là trời thiên đại thánh nữa. Bây giờ đã hẹn với người ta rồi. Trời ơi, thì thôi. Tất cả là tại mày đó. Tập trung vô, 7 giờ tối. Nhàn ơi Nhàn. Trời ơi, 7 giờ mà, chưa, giờ chưa. Chưa, em chạy ra ngoài em dắp cục đá. Em nghĩ lại là càng sớm càng tốt nha. Sớm hơn 7 giờ càng tốt. 6 giờ, 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ, 12 giờ cũng được. Xong là tôi làm liền, yên tâm. Thái à, Thái. Trời ơi, mày thanh niên mà chậm rụt quá con. Sao mày cứ ngồi vậy? Đứng lên mày coi, mày lụm một bóp lên mày gắn chỗ này, gắn chỗ kia. Tao để ba mày không hỏi được đâu. Chú Bảy biết sao không? Gì? Với cái cách mà trang trí ngày hôm nay con nhìn con thấy á, nó không có vô cái gì hết trơn. Mày vô chiêu lắm. Anh dòm giùm em coi, đẹp chưa? Đẹp chưa ba? Đẹp chưa? Mày để tao phê bình mà tao phê bình là thẳng rụt ngựa nha. Ừ, anh nói đi, đẹp chứ đúng không? Nói chung là mày trang trí là thấy có màu sắc đó, thấy chưa? Cách trang trí này tôi nhớ là cái thời mà Christophe Colomb đi tìm châu Mỹ đó. Là sao cha? Là nó trước cái thời mà Leopold còn ăn hột gì lộn đó. Cái gì vậy? Ý anh nói em là xưa cũ hả? Đúng vậy. Trời, anh ơi, cái xu hướng bây giờ người ta phải là gọi là
viên viên tẹt. Ở viên tẹt, thấy không? Viên tẹt là gì? Viên viên tẹt là một cái xu hướng mà làm nó hơi xưa xưa, cũ cũ, nó hơi quê quê mùa mùa. Nhưng mà nó cá tính, hiểu không? Hồi xưa á, tao nói thiệt mày, ba cái dây nhỏ kim tuyến tao thấy bằng bồng bông, biết không? Bây giờ anh ơi, ở đây em lấy bồng bông ở đâu ra? Cho nó mình làm vậy được. Tại mày không đã. Không, anh ơi, cực lắm, bây giờ này em thấy vậy là đẹp rồi. Nhưng mà khoan, tao ý kiến vậy cái được không? Dạ, sao mẹ? Anh nói làm đơn giản vậy thôi. Còn rạp riết là mình cũng tự làm, đừng có mướn ba cái rạp hay không? Tao thấy có cái rạp không? Bữa cho mướn đám ma, bữa sau cho mướn đám cưới, bữa trước cho mướn đám giỗ, bữa này cho mướn thâu nâu đầy tháng. Có cái rạp mà chết là hầu sinh gì là cùng cái rạp đó không đó. Không đi trời ơi. Biết sao không? Em quyết định chọn cái style này bởi vì Tư thích. Đó. Vậy hả? Ờ, nhìn Tư cũng cũ kỹ, cũng già nữa. Không có cũ kỹ thầm cái size giống người lớn lớn tụi em, hiểu không? Nhưng mà ba con thấy là cái kiểu của chú Bảy là nay chú Bảy tự tin lắm. Hồi làm xong xong mới ra cô Tư đó là cô Tư không đồng ý. Mày biết sao mà có màu mè vậy không? Tao nói cái là ngay tim đen rồi. Sao anh trai? Đây là màu móng tay của con Tư đó. Trời y xì luôn. Còn mày đừng có nói xui, con nói xui, con nói xui. Trời ơi, tao trang trí vậy là đẹp lắm rồi, hiểu không? Đó là mọi thứ. Trời ơi, đồ đạt tới nơi rồi nè. Cái gì vậy? Chú Bảy. Chú Bảy. Ủa chú. Cô con mai đồ xong rồi, chú vô chú thử giùm con đi. Chú. Dạ. Con mới đi Tây Nguyên về hả? Vậy đâu có, con đâu đi đâu, tiền đâu đi. Sao mày mặc đồ như cô gái trên thượng xuống vậy? Con tự mai á, con thiêu luôn á. Chết cha. Con tự mai hả? Dạ. Chú lo bộ đồ chú quá. Vợ con á, vợ con tự làm luôn á. Vậy hả? Đừng chơi nha. Đừng chơi nha. Đồ của chú con theo vô luôn. Đừng, nhưng mà chú nói nghe nè. Mới mốt quá. Cái ngày đám cưới chú con làm ơn cũng bỏ cái bộ đồ tan chế này đi nha. Chứ không mặc bộ đồ đen thui thấy ghê gì cha. Trời ơi, con thấy cũng được mốt lắm mà. Ồ hả? Nhưng mà đồ chú là mãi rồi phải không? Dạ. Chặt phải không? Dạ. Đẹp không? Đẹp. Con mai là phải đẹp chứ. Thích đâu tuần theo cái này vô. Thôi. Nói nghe nè, hai cha con ơi, tiếp tục trang trí giùm em nha. Em vô thử đồ, em thử đồ nó. Đi vô thử đồ đi đó. Trời ơi. Không. Để cho nó với lại Tư của mày á. Nè, có nơi có chỗ cô dâu chú rể chứ tao thấy hai người mà còn ở không mình mệt lắm. Thôi gắn lên đi con. Dạ dạ. Gắn lên đi. Rùi mày mệt quá, dọn ra là cái chạy lại sàng đấy. Người ta nói tự nhiên như rùi mà sao bà thiệt à. Mình mắc cưới gì đâu mà chờ giờ này chưa tới. Tới bây giờ đó. Cứ tới bây giờ, Rùi u đãi thì đãi rùi hả? Bớt nói lại đi ông ngồi. Thôi thôi ba. Vui mà. Ủa? Em chờ cả nhà. Gà ra mát đâu ông Thắng lại lấy cái quay nón, nón lá cột hả? Dạ này. Nhỏ này, đây nè. Nó may bộ đồ cho em, làm chú rể đẹp xuất sắc lắm. Bước vô nó may sao cái màu đen y chang áo nó, rồi nó thêu y như là bông cườm vậy đó. Mọi người dòm đi nè. Bây giờ em thay đổi về mọi người thấy ổn chưa? Chứ để ý kiến của con trước. Chú Bảy đẹp trai nhất ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ phải tách một chút xíu. Tách gì? Kêu mình là 7 giờ tối ra phụ điện lại cái làm giờ nào cũng được. Rồi rồi cái chút xíu cái nên điện lại cái nó 12 giờ đi, 1 giờ vậy. Nắng chang chang lắm, tụi nó xây tôi như dịch vậy đó. Đó. Bà thiệt lâu lâu mới có giúp đỡ em mốt mày ơi. Ôi đó, anh ba đúng. Ba chị khó quá. Em biết là em sai nhưng mà tại vì mình nôn hiểu không? Trời người nghĩ đi, trời cả đời người ta có một lần làm chú rể thôi chứ bộ. Tại sao em chọn ngay trưa, ngay đúng ngọ khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang nó ướt vô mặt cô dâu chú rể hiểu không? Mình quay mới đẹp. Nói nhớ đây. Mà không, cái giờ này lên lắm nha. Giờ 12 giờ trưa là dông nó đi á, cho nên đám cưới mình có nhiều người chứng kiến mà được. Ba. Ê mày, giữ mà cái đầy hồn. Nước nè, một lát nữa rồi, một chai chú hứa, một chai thì con nhớ nha, một chai rưỡi đi. Chai giá quá, chai rượu tay hay rượu đen, bí mật riêng, bí mật riêng. Cô hai chú cháu mà nó nghe nè, rồi cô dâu đâu, sao giờ chưa tới? Con My đang chuẩn bị sắp ra rồi. Trời ơi, tư sướng của bún á, lúc nào cũng đẹp, cần gì mà làm cho nó lâu? Nó cũng phải chỉnh chu lại cho nó đẹp hơn chứ. Ngày quan trọng mà, mỗi cái phải là tươm tất để mình có cái cơ hội mình ghi lại cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Con canh bước ra một cái là con bấm máy liền. Một chai. Một chai. Cô dâu tới.
tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Không chữ không? Đó, thấy chưa? Không có dạ gì. Sương ơi. Sương đẹp quá Sương ơi. Sương như một nàng công chúa. Ồ, có phải cái áo đầm hoa văn ngộ nghĩnh này là con Trúc cũng làm luôn không? Nhìn rất thổ dân nhưng rất đẹp. Bố cũng đẹp luôn. Cảm ơn Sương. Đẹp đôi quá. Trời ơi, y như hoàng tử, y như hoàng tử, cùng với công chúa ngủ trong lòng. Sương ơi, Sương đẹp quá Sương ơi. Bún cũng vậy nha. Bị bệnh hả? Làm gì kỳ cục vậy? Mọi người ở đây có ai bị bệnh không? Bệnh hết luôn á hả hay sao vậy? Cái gì? Rồi còn thằng kia, mày quay gì á? Trời ơi, không, cái này là... Quay cái gì? Chú Bảy kêu lấy điện thoại ra quay lại làm kỷ niệm. Đúng rồi. Dạ. Kỷ niệm mà. Kỷ niệm. Tư ơi. Nhìn Tư lộng lẫy. Tư xứng đáng là vợ của Bảy. Ba má ơi, đây sẽ là người con dâu hiếu thảo của ba má. Tay đâu đưa, chấp vô đi. Đó, mình chấp lại ông bà chứ không phải là đi hộ niệm. Ba má ơi, con có vợ rồi. Tư ơi. Có vợ. Ôi gì vậy? Ở đâu là dâu? Ở đâu là ba má? Ủa? Mấy người làm cái trò gì vậy hả? Ủa? Thì ra mấy người bày ra cái trò này để mấy người ghẹo tôi, mấy người gạt tôi đúng không? Không phải ghẹo mà. Ghẹo mà. Đây là thiệt chứ không có ghẹo. Làm gì thiệt? Sao nãy giờ mày quay vậy Thái? Vẫn đang quay mà. Bỏ cái khúc gối đi, Mày đưa cái clip đây. Không. Xóa cái clip ngay lại cho Tư. Không có xóa được. Không, mình sẽ xóa Tư. Nhưng mình xóa cái khúc mình gây lộn thôi. Còn cái khúc lãng mạn bước ra đầu chiếu lại. Đứng im đó. Gì? Thái, mày là cháu của Tư hay là cháu của con trai bún? Con là bây giờ cháu có hai dưỡng con. Đó, thấy chưa? Không. Con là cháu của Út. Mày cháu tao thì mày đưa cái clip ở đây. Không được, cái này là không được. Dạ, một chai. Dạ. Mày đưa cái clip ở đây, mày xóa cái clip đó, tao cho mày một chai rưỡi. Một chai rưỡi? Hai chai. Ba chai. Dạ. Năm chai. Rồi. 7 chai. Đứng đây đấu giá hoài thì sao? Cái gì vậy? Chai già bút nước. Chai già bút nước. Bây giờ sao? 7, bây 7, giờ 7. Bây giờ sao? Bây giờ mọi người không có xóa cái clip này phải không? Dạ, 10 chai lận. Được rồi. Kể từ bây giờ ông đừng có bao giờ nhìn mặt tôi nữa nha. Ủa sao vậy? Tôi với ông là cắt đứt kể từ đây luôn. Ủa sao vậy? Sướng ơi. Ông đừng có bao giờ đến gần tôi nữa nha. Tôi với ông chấm dứt kể từ đây. Sướng. Đến gần tôi hả? Tôi cho con cái là cho ông tiệt tử tiệt tôn luôn đó nha. Bảy không sợ. Bảy không sợ. Chân của Tư ngắn lắm, không chọt được đâu. Ông nói gì? Hả? Chọt chồng thấy nghe chưa? Nha. Tôi nói tất cả mọi người trong gia đình này nha, lần cuối cùng nha, mà nếu còn cái hành động như vậy nữa là đừng bao giờ trách tôi nha. Mười chai. Đúng là khùng điên. Trời đất ơi, nó làm cái bữa này làm sao mà nó có chồng được đây trời. Ủa nhưng em thắc mắc là chân của Tư ngắn vậy rồi có chọt được tới em không ta? Cái gì của nó cũng ngắn cho nên nó làm móng dài ra mày không thấy ha. Thì bây giờ đợi chọt đi rồi mới biết chứ tới không tới giờ hỏi tôi trả lời sao. Mà bây giờ tôi có ý kiến vậy nè. Sao? Tự nhiên sao? Cái ngày vui của chú bạn giờ tự nhiên cái Tư sướng nó vậy rồi. Tự nhiên là mình cũng không cảm thấy vui, thôi về chứ ở đây làm không, gì nữa. Mọi người ở lại ăn tiệc đi. Thôi. Đã không vui rồi sao nuốt vô nữa mà ăn chứ không ăn. Thôi đi về đi. Không vui là không bao giờ tôi ăn một cái thôi gì hết. Thôi đi về đi, đi giải tán. Tôi nói thiệt, không vui là tôi không bao giờ tôi ăn. Ăn thêm đi anh ba. Ăn thêm, chúc con. Thái ơi, chị ba ơi, My ơi. Trời ơi, sao đi hết vậy? Không lẽ cuối cùng anh ba nói đúng, mình tổ chức giữa trưa vậy
dông tới ăn không?